Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 114. Trong clip ngày hôm nay thì em có cũng hơn 10 loại cây giao lưu với các anh chị. Giá nó cũng mềm, dễ chơi. Cách mua bán của bên em thì vẫn như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu thì em sẽ ship cái chậu đó cho anh chị. Còn cây nào không có chậu em sẽ nối rõ, sau đó em bó bầu, đóng thùng và gửi cây cho anh chị nếu anh chị chọn cây đó ha. Những chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị, đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Mã số 1 ngày hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá trung, hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 30, chiều cao 22 và tàn ngang là 44 cm. So sánh cái lông bia giúp em nghe anh chị, cây này lùng lực, cúc đùi to. Cây này nằm vườn em năm nay đó là bước qua năm thứ 6 rồi anh chị, cúc đùi rất là to. Ở cái cúc đùi bên tay phải, tay trái màn hình của anh chị đo được là 15 cm, và cúc đùi bên tay phải đo được là 14 cm, cũng như ở phía sau chi phong thì cũng là đo là 14 cm luôn. Tất cả những cái thông số em có ghi trên thành chậu nha anh chị. Anh chị thấy là cây nó rất là lực, lùng lực mà nó lắc gió cây nên chị. Hiện tại thì cây này nó còn cái thẹo trên mặt cắt ở cái đùi số 1 khoảng hai ngón tay là nó lành anh chị. Mặc dù là cái đùi nó to, thẹo nó cũng cuốn nhiều nhưng mà linh sam thì nó cuốn thẹo hơi chậm. Đó, như vậy thì anh chị có thể thấy được toàn bộ những cái thẹo trên cây rồi, cũng không cần em phải nói nhiều ha. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 1, giá của nó là 4 triệu 900 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này thì đế tự nhiên, chiều cao có 22 mà lùng, hoành 30, cao 22. Nhìn cây rất là lực, cốt đùi to. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 2 cũng là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Cây này thân lắc, giót, tàn ấm, cốt đùi thì to, tờ cỡ ngón tay cái mình trở lên nha anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 26, chiều cao 35, tàn ngang là 42 cm. So sánh cái lông bia giúp em, giờ thấy là cây thân nó lắc rất là đẹp ha, gió cây nữa. Đây là toàn bộ cái phơm tàn ở phía dưới, mình nhìn lên em sẽ đem máy đến gần và em quay cho anh chị xem mặt trước cũng như là mặt sau, để ngón tay cái cho anh chị hình dung. Tàn ấm mịn. Cái này cũng đã khóa ngọ rồi anh chị. Xong rồi về mình chỉ việc tỉa mình chơi thôi. Ngoài ra cũng không cần phải vô dây thêm. Tại đây là mùa hè, là mùa của linh sam. Cho nên là em vẫn ưu tiên lên linh sam nhiều cho anh chị được lựa chọn thoải mái. Linh sam mùa hè thì ra hoa rất là nhiều. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 2. Giá của nó là 2 triệu 500 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại cái này thì còn một số cái thẹo trên thân cũng nhỏ nhỏ, không đáng kể lắm nha anh chị. Đó là những cái thẹo mới em mới làm. Rồi tiếp tục quay mặt kia cho anh chị thấy cái thẹo ở mặt trước. Đó, ngay ngón tay em chỉ là những cái thẹo nha anh chị. Thì còn cái phần trên ngọn thì thẹo nó cũng không còn đáng kể lắm. Tại vì cây này nó giót mà nó già cây rồi. Cho nên thẹo nó tí xíu rồi nó cũng cuốn cũng gần hết rồi. 2,5 triệu cho cây mã số 2 có luôn chậu. Tiếp tục mã số 3, hôm nay cũng là một cây linh sam sông Hinh lá trung, một cây trực lắc lùng. Những chi cành cơ bản thì đã có nhưng mà tàn thì còn hơi thiếu, em đặt lá anh chị có thể thấy rõ ha. Cái gì anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 20, chiều cao 20 và tàn ngang là 39 cm. So sánh cái lông bia giúp em. Quay một vòng là anh chị thấy được chi cành của nó rồi, cũng không cần phải nghiêng cây lật cây. Cây này cũng dễ nhìn. Cốt đùi ở bên cái đùi số 2 thì nó to bằng ngón tay cái. Nhưng mà ở cái đùi số 1 thì nó bằng cỡ ngón tay út. Nó không căng lắm nha anh chị. Về một thời gian nữa thì anh chị về chơi về nuôi thêm. Giá nó cũng mềm dễ chơi. Thẹo trên thân thì nó cũng còn hai cái mặt cắt chính. Ở cái đùi số 1 và số 2 thì vẫn còn mặt cắt. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 4. Mã số 3. Em xin lỗi, em nhắc lại. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 3. Giá của nó là 1 triệu 200 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn chậu.
Tiếp tục mã số 4 hôm nay cũng là một cây linh sam song hình lá trung. Cái này tông cao. Hoành đế trên miệng chậu 36 cm, hoành thân 20, chiều cao 26 và tàn ngang là 35 cm. So sánh cái lông bia giúp em. Cái này nhìn cũng rất là có duyên. Tàn thì tương đối chơi được rồi, cũng chưa được ấm lắm nhưng mà chơi được. Cúc đùi thì nó to cỡ ngón tay cái mình trở lên nha anh chị. Những cái này là nằm vườn em năm nay, nó là khoảng cỡ 4 năm. Thẹo trên thân thì hai cái mặt cắt chính nó vẫn còn. Ngay ngón tay em chỉ nha anh chị, bên đùi số 1, số 2 thì nó vẫn còn mặt cắt lên sang thì nó hơi lâu kéo. Với lại phía trước bụng của nó, còn ở dưới cái chi số 2 nó còn một cái mặt cắt nữa. Mà cũng đang cuốn rất là mạnh. Cái này thì đế tự nhiên. Cây linh sam song hình lá trung mã số 4, giá của nó là 1.100.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu 1.100.000 nha anh chị. Tiếp tục mã số 5 hôm nay cũng là một cây linh sam song hình lá trung đó nha anh chị. Cây này là cây được sửa thân từ nhỏ lắc, tuy rằng hoành nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây, nuôi lâu năm rồi. Hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân 19, chiều cao 30 và tàn ngang là 48 cm. So sánh cái lông bia giúp em. Cốt đùa của nó thì nó to từ ngón tay cái mình trở lên. Chị thấy ha. Đó, để ngón tay vô cho anh chị hình dung. Đa số thì cốt đùa của nó đều nhau. Nhìn rất là lực. Rồi, tiến hành lật cây lên cho anh chị xem ở phía dưới nhìn lên. Tất cả những cái chi cành nó đã đều được vô dây rất là gọn gàng và chỉnh chu. Cây linh sam song hình lá trung mã số 5, giá của nó là 1.600.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Số 6 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam song hình lá trung. Cây này cũng rất là già, cốt đùi thì to. Cây này vừa cái đỉnh nó vẫn chưa xong anh chị. Cây này thì anh chị về khóa ngọn. Hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân 24, chiều cao 34 và tàn ngang là 42 cm. So sánh cái lông bia giúp em. Cây cũng được lạc lá để cho anh chị có thể thấy được những cái chi cành của nó ha. Chi cành của nó thì nó cỡ ngón tay cái mình trở lên mà nó đều đều nha. Đế tự nhiên. Thân hơi lắc nhẹ. Cây linh sam song hình lá trung mã số 6, giá của nó là 1.000.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu và gửi cây cho anh chị, bởi vì nó đang nằm trong cái chậu xi măng rẻ tiền. Chậu này mà em có ship thì nó cũng bị bể nha anh chị, cho nên là em sẽ bó bầu cây này em gửi cho anh chị nên anh chị chọn cây này. Mã số 7 ngày hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy gò công lá trung. Cây này là gò công lá trung anh chị. Dáng cây rất là đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 48 cm, hoành thân 32, chiều cao 34 và tàn ngang là 50 cm. So sánh cái lông bia giúp em. Cái này cái phô nó là phô đẹp rồi anh chị. Cốt đùi thì đến thời điểm này nó to từ ngón tay cái mình trở lên. Anh chị hình dung là to hơn ngón tay cái ha. Rồi tiếp tục quay một vòng. Thẹo trên thân thì nó cuốn rất là nhiều. Đây, em cho đem máy đến gần cho anh chị xem cái mặt cắt to nhất và ở dưới cùng nó đang cuốn rất là mạnh ha. Đó, nguyên cái dòng, vẽ một cái dòng đó cho anh chị. Đúng rồi, đó là cái thẹo đầu tiên. Cây mai chiếu thủy gò công lá trung mã số 7, giá của nó là 3.600.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Bên em làm giá thì tùy theo mức độ đẹp và xấu của cây thì nó sẽ có cái giá khác nhau anh chị. Nhiều cây nuôi cũng lâu nhưng mà giá nó lại rẻ, mà nhiều cây nuôi nó còn thiếu thì giá nó cao, bởi vì nó đẹp và nó có tương lai. Ba triệu sáu cho cây mã số 7 gò công lá trung. Số 8 tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá trung trung nu. Cây này là cây trung nu anh chị. Cây số 7 là cây gò công lá trung, còn này là trung nu. Hoành đế trên miệng chậu 29 cm, hoành thân 18, chiều cao 12 và tàn ngang là 18 cm. Cây này lọt vô cái form của cây siêu mini. So sánh cái lông bia giúp em nha anh chị.
Cúc đùi của nó thì nó to cỡ ngón tay cái mình. Cây này nuôi cũng đã lâu rồi anh chị. Cúc đùi thì tương đương với cỡ ngón tay cái á, đặt lên cho anh chị hình dung. Cây này nó quá lùn cho nên là em đem máy đến gần để phục vụ cho anh chị xem thật rõ luôn. Một cây trực lắc lùn ha. Rồi quay ra mặt sau. Phía sau chị Phong thì nó còn thiếu một tí xíu nữa. Đây anh chị thấy là ở phía sau chị Phong nè, chỗ này nó còn hơi bị thiếu một chút xíu nữa nghe. Bây giờ anh về và anh chị lập thêm. Phong thì nó to cỡ ngón tay cái mình. Rồi ở trên nhìn xuống, quay vòng cho anh chị thấy ở trên nhìn xuống đó, nó chỉ còn thiếu xương xương ở phía sau chị Phong đó thôi. Thì những cây mà nó còn thiếu như giờ này thì giá nó rẻ, còn đến khi nó đầy đủ thì giá nó cao hơn tí nha anh chị. Tùy theo mức độ từng cây nó có cái giá khác nhau. Ở cái thẹo đầu tiên ở cái đùi số 1 thì nó còn cỡ cỡ cây viết nữa thôi là nó đã lành 100% rồi anh chị. Thẹo này cuốn rất là nhiều. Em để cái viết cho anh chị về anh nhìn dung, bây giờ không thể đem máy đến gần cũng không thể thấy được bởi vì cây nó quá lùn mà không có chen cái máy vô rồi bị che khuất cái lá đi, anh chị không thấy được cái vết thẹo. Em nói với anh chị hình dung ha. Cây Trung Nu mã số 8, giá của nó là 2 triệu 200 ngàn bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa này cho anh chị vì cây đã đang nằm trong cái chậu nhựa, chậu nuôi. Đây, anh chị thấy cái chậu chậu rất là to nha. Chậu này em gửi cho anh chị luôn để cho cây nó khỏe trong quá trình vận chuyển thì nó không có bị rụng lá anh chị, không có bị mất sức. 2 triệu 2 cho cây mã số 8 Trung Nu. Mã số 9 hôm nay là một cây mai chú thủy lá kim, kim thanh mai, cây rất là già. Hoành đế trên miệng chậu 29 cm, hoành thân 22, chiều cao 20 và tàn ngang là 36 cm, so sánh cái lon bia giúp em. Em quay một vòng tàn ấm hết, mịn hết trơn anh chị. Cúc đùi thì nó to cỡ ngón tay út mình trở lên. Đó, mặt này thì anh chị dễ thấy cúc đùi hơn nè, để ngón tay út vô cho anh chị hình dung. Đúng rồi, đã được vô dây rất là chỉnh chu gọn gàng, tàn ấm, giá nó cũng rẻ anh chị. Cây kim thanh mai mã số 9, giá của nó là 900 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Em sẽ quay cái cây từ ở trên quay xuống cho anh chị thấy được cái tàn của nó ấm mịn ở trên nhìn xuống ha. Đó là tàn, và phía dưới thì hồi nãy em đã đặt lên rồi anh chị có thể thấy được phía dưới nhìn lên. Một cây như thế này mà giá nó chỉ có 900 ngàn, nó sẽ được ship về tận nhà cho anh chị luôn, có luôn chậu, bao luôn phí vận chuyển. Rất là dễ chơi. Rồi xuống cây. Số 10 hôm nay tiếp tục là một cây mai chú thủy lá kim, kim thanh mai. Cây này thì vẫn đang nằm trong cái chậu nuôi. Bên em trước khi lên clip thì đã có xịt nước để cho anh chị thấy được toàn bộ cái bộ rễ của nó. Anh chị thấy là nó trắng phiếu trên mặt chậu luôn, chứng tỏ là cây nó khỏe anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 20 cm, chiều cao 18 và tàn ngang là 32 cm. So sánh cái lon bia giúp em. Cây này một cốt hai thân, hỗ trợ cái tàn nó hỗ trợ cho hai cái thân, nhìn rất là có duyên. Cây này già, anh chị thấy là cái cốt đùi nó to cỡ ngón tay cái mình và nu rất là nhiều anh chị. Nu trên thân của nó, cái dòng kim thanh mai này nu rất là nhiều. Đây em đem máy đến gần cho anh chị xem luôn. Nu hột 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 đầy cây luôn. Cây kim thanh mai mã số 10, giá của nó là 800 ngàn bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi cái chậu này cho anh chị luôn cho cây nó khỏe. 800 ngàn cây mã số 10 kim thanh mai. Tiếp tục mã số 11 hôm nay cũng là một cây mai chú thủy lá kim nhưng mà nó là kim giòn. Dòng kim giòn thì hoa của nó quanh năm anh chị, ra hoa rất là xiên. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 16, chiều cao 26 và tàn ngang là 26 cm. So sánh cái lon bia giúp em. Tông cao nhưng mà vẫn có đoạn lắc ở trên phần thân anh chị. Cây này thì chi cành cơ bản nó đã có nhưng mà tàn thì nó còn hơi thiếu, anh chị về về chơi về nuôi thêm.
Cây kim giòn mã số 11, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 12, hôm nay cũng là một cây mai cho thủy lá kim, kim giòn. Cây này hai thân mà ở phía dưới là hai cái gốc, nhưng mà nó thân ở trên thì nó dính lại với nhau. Hai gốc mà một thân anh chị. Nói như vậy cho nó chính xác. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 18, chiều cao 18, tàn ngang là 20 cm. So sánh cái lon bia giúp em. Em quay một vòng sau đó em sẽ chỉ cho anh chị thấy thật rõ luôn cái chỗ mà hai góc một thân nó dính lại với nhau, chứ không phải là tách rời dính. Đó là cái đoạn mà hai thân của nó hở. Đoạn hở đúng rồi, ở dưới và đi lên trên là nó dính lại với nhau đoạn này. Anh chị hình dung giúp em ha. Bây giờ em tiến hành để cái lon bia ở phía sau cái cây hở của hai cây, anh chị có thể thấy được đó là hai cây nó hoàn toàn rời với nhau, nhưng mà là dính ở đoạn trên. Rồi tiếp tục quay một vòng, nhìn cũng rất là có duyên. Đây là cái đoạn dính của cây anh chị, em đem máy đến gần cho anh chị xem. Đây là cái đoạn hai thân nó rời và lên tới trên này là nó dính lại nó lên nhau luôn. Đây đoạn này là đoạn dính chính xác luôn anh chị ha. Rồi tiếp tục quay một vòng cho anh chị xem thật rõ luôn, cây rất là có duyên. Cây kim giòn mã số 12, giá của nó là 1 triệu đồng, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 13, hôm nay là một cây mai giới thủy lá kim, kim giòn. Hoành đế trên miệng chậu 24 cm, hoành thân 14, chiều cao 15 và tàn ngang là 20 cm. So sánh cái lon bia giúp em. Cây này thì cốt đùa nó to cỡ cây viết anh chị. Cây viết trở lên tới ngón tay út mình. Để anh chị hình dung giúp em nha. Mặt trước là mặt sau. Cây kim giòn mã số 13, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Những cái giá như thế này thì rất là rẻ, dễ chơi. Kim giòn là cái dòng mai chú thủy, nó ra hoa quanh năm mà một lần ra thì rất là nhiều hoa. Tiếp tục mã số 14, hôm nay cũng là một cây kim giòn siêu mini. Cây này cái đùi rất là to, lùng lực. Hiện tại thì dây nhôm trên cây nó còn khoảng 5% là còn đeo dây nhôm, còn những cái cốt đùa cơ bản thì không còn nữa nghe anh chị, chỉ là tỉa tàn mình chơi thôi. Hoành đế trên miệng chậu 24 cm, hoành thân 13, chiều cao 10 và tàn ngang là 14 cm. So sánh cái hộp vẹt giúp em, cây nó lùng nữa nghe anh chị. Cây này thì em sẽ đem đến gần cái máy cho anh chị xem. Đây là những cái cốt đùi ở phía dưới mình nhìn lên ha. Những cái cốt đùi thì nó to cỡ ngón tay, từ ngón tay út mình trở lên tới ngón tay cái. Thời gian nuôi nó cũng rất là lâu. Thẹo trên thân thì nó đã lành, cái thẹo chính của thân thì nó lành 100% luôn đó anh chị. Cây rất là già. Em nói có vẻ là mình trừ hao còn 5% dây nhôm, chứ thực ra nó còn có một sợi dây nhôm trên cây thôi nghe anh chị. Một sợi dây nhôm, dây 1 ly 6. Cây rất là lực. 1 triệu đồng cho cây kim giòn mã số 14. Tiếp tục mã số 15, hôm nay là một cây me thái, me ngọt anh chị. Me thì đa số là thân quái. Anh chị thấy là cái thân của nó cong xoắn ốc luôn, xoắn lại với nhau. Hoành đế trên miệng chậu 40 cm, hoành thân đoạn nhỏ nhất là 11 cm, chiều cao của cây 29 và tàn ngang là 42 cm. So sánh cái lon bia giúp em, để cái lon bia vô trong lòng chậu cho anh chị hình dung cái bệ đế của nó. Đúng rồi, quay một vòng như vậy thì anh chị có thể thấy được cái thân của nó co và nó xoắn lại với nhau y như hình con ốc luôn. Cây me thái giá của nó là 1 triệu đồng, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị vì nó đang nằm trong cái chậu xi măng. Chậu này là chậu nuôi nghe anh chị, em không có gửi được. 1 triệu đồng cho cây me thái mã số 15. Tiếp tục mã số 16, hôm nay là một cây trang vàng lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ. Cây này cũng già cây, cũng là cây nuôi cốt đùi anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 24 cm, hoành thân 11, chiều cao 15 và tàn ngang là 19 cm. So sánh cái hộp quẹt giúp em. Quay một vòng cho anh chị xem, sau đó lật lên, lật mặt trước và lật mặt sau. Những cái cốt đùi của nó thì mình tận dụng cái cốt cành trên cây có sẵn anh chị. Mình vô thì cái cốt đùi của nó to cỡ phần nửa cây viết.
cỡ nửa cây viết. Còn gốc đùa có sẵn trên cây thì nó to, to bằng ngón tay út mình trở lên. Cây trang vàng mã số 16, giá của nó là 400.000, bao phí vận chuyển và có luôn dậu. Mã số 17 hôm nay tiếp tục là một cây trang đỏ lá nhỏ, mẫu đơn đỏ lá nhỏ. Hoành đế trên miệng chậu 24, hoành thân 10, chiều cao 19, tàn ngang là 18 cm, so sánh hộp vẹt giúp em. Cây này thì anh chị có thể thấy được toàn bộ cái cốt cành của nó rồi, cũng không cần phải lật. Cây trang đỏ mã số 17, giá của nó là 350.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. 18 tiếp tục là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này thì tàn cũng đã ấm, tròn. Hoành đế trên miệng chậu 22 cm, hoành thân 11, chiều cao 19 và tàn ngang là 19. Cây này là một cốt hai thân. Quay một vòng sau đó lật mặt trước mặt sau cho anh chị thấy thật rõ luôn. Cũng được chui dây rất là gọn gàng. Cây trang đỏ mã số 18, giá của nó là 350.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. 19 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam 86 lá nhỏ, một cây trực lắc lùng, cũng là cây nuôi cốt đùi. Hoành đế trên miệng chậu 24 cm, hoành thân 10, chiều cao 11, tàn ngang là 22 cm, so sánh hộp vẹt giúp em. Cây này đế tự nhiên nhưng mà nó đều anh chị, đều. Cốt đùi thì nó to cỡ cây viết mình trở lên. Đây em để cái viết cho anh chị dễ hình dung ha. Như thế này là anh chị thấy thật rõ nè. Cây linh sam 86 mã số 19, giá của nó là 500.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 20 hôm nay tiếp tục là một cây sam núi trái của miền Tây. Cây này cây nuôi cốt đùi, thân lắc rất là có duyên. Hoành đế trên miệng chậu 24 cm, hoành thân 11, chiều cao 16 và tàn ngang là 24 cm, so sánh cái hộp vẹt giúp em. Cái cốt đùi của nó to cỡ gần bằng ngón tay út, to hơn cái viết. Gần bằng ngón tay út luôn anh chị, đó là những cái cốt đùi mà nuôi. Cây này nuôi kỹ. Cây sam núi trái mã số 20, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 21 hôm nay là gồm có hai cây, một cây mai chú thủy da đen lá lớn và một cây mai chú thủy lá kim, kim giòn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây mai chú thủy lá lớn, hoành thân 7 cm, chiều cao 19, tàn ngang là 18 cm. Và cây bên tay phải màn hình là một cây kim giòn, hoành thân 3 cm, chiều cao 13 và tàn ngang cũng là 13 cm luôn. Tất cả những cái thông số em có ghi rõ trên thành chậu nha anh chị. So sánh cái hộp vẹt em để giữa hai cây. Anh chị lưu ý là em bán một cặp hai cây, em không có bán lẻ từng cây nha anh chị. Cho nên anh chị nào mà có chốt thì vui lòng chốt một cặp hai cây giúp em. Mỗi cây có một cái dáng khác nhau, không cây nào giống cây nào hết. Cặp mai chiếu thủy lá lớn và lá kim mã số 21, giá của nó là 500.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 22 hôm nay cũng là một cặp mai chiếu thủy lá kim, kim giòn. Cặp này được hình thành từ những cái cọng rễ nha anh chị. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân là 6 cm, chiều cao 15, tàn ngang là 14. Và cây bên tay phải màn hình, hoành thân 7, chiều cao 14, tàn ngang là 12 cm. So sánh hộp vẹt em để giữa hai cây. Tất cả những cái cây mà bên vườn em bán thì đều có vật đối xứng để cho anh chị có thể hình dung được là cái độ to nhỏ của gốc cây cũng như là chiều cao. Để anh chị yên tâm hơn khi mà mình nhìn thấy cái vật đối xứng ha. Cặp kim giòn mã số 22, giá của nó là 400.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Anh chị lưu ý là em bán một cặp hai cây, em không có bán lẻ từng cây nha anh chị. Tiếp tục mã số 23 hôm nay là một cặp sam núi trái mini. Mini, siêu mini nhưng mà vẫn nuôi cốt đùi. Anh chị nhìn thấy những cái cốt đùi của nó nhìn rất là lực, cân đối với cái cây. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân là 6 cm, chiều cao 13, tàn ngang là 15 cm. Và ở cây bên tay phải, hoành thân là 7, chiều cao 11, tàn ngang là 16 cm. Em sẽ để cái hộp vẹt ở giữa hai cây và anh chị so sánh giúp em cái thân cũng như là cái chiều cao của cái hộp vẹt mà mình có khả năng là mình chồng lên nhau thì nó bằng hai cây. À, hai cái hộp vẹt chồng lên nhau thì nó bằng cái chiều cao của một cây. Em nói lộn. Rồi bây giờ lật cây từng cây lên cho anh chị thấy những cái cốt cành ở phía dưới. Tuy rằng nó là siêu mini nhưng mà vẫn được nuôi cái cốt đùi. Những cây này là nuôi hơn 2 năm rồi anh chị.
Cặp Sam núi trái mã số 23, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Đây là Sam núi trái của miền Tây trồng nha anh chị, cây rất là khỏe. Tiếp tục mã số 24, hôm nay là một cặp Linh Sam sông Hinh lá trung. Đây là những cái cây mà được nuôi rễ từ nhỏ, lấy rễ làm thân anh chị, cho nên là nó tương đối là nó quái hơn so với những cây mà mình xử lý rễ mình làm cây bài. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân là 10 cm, chiều cao 15, tàn ngang là 22, và ở cây bên tay phải màn hình của anh chị, hoành thân là 10 cm, chiều cao 12, tàn ngang là 19 cm. Anh chị so sánh cái hộp bẹt em để giữa hai cây ha. Rồi quay một vòng, hai cây tàn cũng đều ấm. Lật ở phía dưới lên được sửa rất là chỉnh chu, gọn gàng. Cây đó đẹp anh chị, cây bên hiện tại bây giờ cây bên tay phải màn hình của anh chị là một cây đẹp. Rồi quay qua. Như vậy bây giờ nó nằm bên tay trái nha anh chị. Cây rất là có duyên. Cặp Linh Sam sông Hinh lá trung mã số 24. Giá của nó là 650.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tiếp tục mã số 25, hôm nay cũng là một cặp Linh Sam sông Hinh lá trung. Đây là những cây lấy rễ làm thân. Hoành ở cái cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân 7 cm, chiều cao 17, tàn ngang là 19, và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân là 10, chiều cao 11, tàn ngang là 16 cm. So sánh hộp quẹt em để giữa hai cây. Hai cây này được vô cái chậu lục giác mini, nhìn rất là dễ thương. Thân lắc đẹp, giá thì nó cũng dễ chơi. Cặp Linh Sam sông Hinh lá trung mã số 25, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tiếp tục mã số 26, hôm nay cũng là một cặp cần thăng. Cần thăng thì cặp này nhìn rất là có duyên, cả hai cây đều đẹp. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế trên miệng chậu là 39 cm, hoành thân 20, chiều cao 29 và tàn ngang là 30. Và ở cây bên tay phải màn hình của anh chị, hoành đế 24, hoành thân 14, chiều cao 24 và tàn ngang là 26 cm. So sánh cái lông bia em để giữa hai cây. Em quay từ từ cho anh chị hình dung từng cây. Cả hai cây đều đẹp. Rồi dừng lại. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hiện tại bây giờ thân của nó lắc, nhìn rất là có duyên. Và ở cây bên tay phải màn hình thì cũng không kém cạnh gì hết, thân lắc đẹp. Tàn thì tương đối là nó đầy đủ về cái phần chi cành cơ bản, nhưng mà tàn thì còn hơi thiếu nha anh chị. Anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm. Hai cây này rất là có duyên. Cặp cần thăng mã số 26, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Cặp này là chậu nhựa nha anh chị. Này là nó đang nằm trong chậu được nuôi. Cặp này nhìn hai cái dáng cây rất là có duyên. 800.000 cho cặp cần thăng mã số 26. Tiếp tục mã số 27, hôm nay là một cây Linh Sam sông Hinh lá trung, một cây trực lắc luôn. Hôm nay thì em thay đổi một tí xíu nha anh chị. Thông thường những cây cuối clip là những cái cặp, cái này do nó bị thiếu cho nên là em bóc cái này em thêm vô luôn. Hoành đế trên miệng chậu 44 cm, hoành thân 28, chiều cao 20 và tàn ngang là 44 cm, một cây trực lắc lùng. So sánh cái lông bia giúp em. Anh chị thấy là cái cúc đùi của nó to cỡ ngón tay cái mình trở lên. Thân lắc rất là duyên, cái này đã khóa ngọn rồi nha anh chị. Chi cành chuẩn. Đế tự nhiên. Cây Linh Sam sông Hinh lá trung mã số 27, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Đây cũng là cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại clip sau.